tháng 12 năm 2021. Hội Hoa Đức giao số tiền 500 ngàn cho cô đẹp ở Hằng Vịnh 5 căn do em Nguyễn Quỳnh Nhi tài trợ lần thứ 9 và 500 ngàn cho cô Vân ở phường 6 Cà Mau do em Nguyễn Quỳnh Nhi tài trợ lần thứ 9. Hiện tại thì hai cô đã nhận được tiền, con mời hai cô gửi lời cho em Nhi giùm con ha. Cảm ơn cô Nhi để giúp đỡ cho cô đẹp để số tiền lại. Cảm ơn cô Nhi nhiều. Cảm ơn cô Nhi nhiều đã giúp đỡ cho hai bà cháu mua sữa cho cha cháu. Cảm ơn cô Nhi. Dạ, mời hai cô ký tên ha.